Action. Đó. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái relative layout nhá. Relative layout này. Thì ở trong này thì cô giống như hình vẽ hôm qua. Đúng không? Hôm qua cô có vẽ là các bạn tạo một cái main layout, trong đấy cô chỉ chừa hai cái hình thôi. À, thiết kế là tùy các bạn nhá. Nhưng cô thiết kế hai cái hình và cái này là cái sơ đẳng nhất á. Bình thường bạn thiết kế đẹp lắm nhưng mà cô làm cái này thôi, còn sau này các bạn học đến môn giao diện thì nó sẽ đẹp hơn. Thì click chuột vào đây thì cái này nó sẽ vào cái phân loại, cái này là cái phân loại, còn click chuột vào đây nó sẽ vào sách, đúng không? Đó thì cô sẽ tạo hai cái hình này. Thì cô dùng relative layout để tạo hình. Thì đầu tiên á là cái hình đầu tiên này nè. Cái hình này á thì nó sẽ sao? Cái hình này á nó sẽ neo, nó sẽ nằm ở dưới, nó thì nằm sát mép bên này và sát mép bên trái. Đó. Còn hình này sẽ nằm ở phía dưới cái hình này và nó sẽ căn chỉnh sẽ so với bên trái. Nghĩa là cô phải định vị một cái vị trí của một cái view. Cái view này nó sẽ nằm phía dưới, nó sẽ cái cha của nó sẽ là cái cần trên, cái cành trên và cành trái. Còn hình này thì nó sẽ nằm dưới below cái hình này và nằm bên cạnh trái hình này. Có nghĩa là một cái vị trí, muốn xác định vị trí của mê của một cái view thì nó phải xác định được hai điểm, hai cái chỗ để cái nó là cái điểm tựa. Đấy. Thì relative cũng vậy mà cái constraint cũng vậy. Nhưng mà relative thì nó có cách căn chỉnh kiểu khác với constraint. Đúng không ạ? Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn coi nhá. Thì cái này đang design về 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 thiết kế nhá. Thì cô có thể sử dụng cái icon trong tình huống này. Cái icon ha. Thì cô sẽ giới thiệu các bạn một cách để dùng icon. Đó là ở trong Windows thì nó có cái Microsoft Store. Microsoft Store. Thì ở đây nó sẽ có một cái Microsoft Store này nó sẽ có một cái chỗ để các bạn sử dụng cái icon là Picture on Icon. Đúng không? À, cái máy của cô chắc cô phải restore lại cái Windows. Sao nó chậm quá. Đây, search nè. Là các bạn search cái chữ Picture on. Đấy. Free icon. Các bạn click chuột vào đây. Đó. Cái này trên web có luôn. Nhưng cái này trong app nó có luôn. Cho nên các bạn sử dụng cái nào cũng được. À, cái này thì cô instant rồi. Thì cô chỉ cần launch chạy nó thôi. Các bạn chưa instant thì có nó instant. Nó có free ha. Đấy đây. Nó bật lên rồi các bạn. Đó, cô tắt cái này đi nhá. Các bạn cài này vào. Cái này về các bạn cài sau. Các bạn thấy nó có rất nhiều icon nè. Icon thoải mái luôn ha. Đó, ví dụ như là cô muốn là type search type phân loại. Đúng không? Hoặc là category. Category. À, cũng là một cái dạng phân loại. Đúng không ạ? Đấy, thư mục hoặc phân loại hoặc cái gì đó các bạn search, tùy mình lấy cái hình nào cũng được hoặc lấy một cái hình trên mạng cũng được, đúng không ạ? Ok, bất cứ cái gì. Đấy, book. Đấy, ví dụ book sách, đúng không ạ? Đấy, quản lý sách book như vậy đó. Giả sử như cô lấy cái book đi, đúng không? Cô lấy cái book, cô click vào chuyển vào book nè, xong cô chọn nè kích thước nè, chọn bao nhiêu tùy mình. Đúng không ạ? Chọn bao nhiêu tùy mình. 1x, 2x gấp đôi lên hoặc là 50 pixel hoặc bao nhiêu nó tùy mình. Đấy, double lên. Đó, chọn được màu sắc luôn, nhưng mà thôi tôi không chọn, cô không chọn luôn. Đó, sau để các bạn click chuột và các bạn kéo thả vào nhá. Cô vào project nha, hay lắm. Vào cái drawable. Đấy, cô nắm cái bút này, cô thả vào đây. Thấy chưa? Thả vào. Đó. Và nó có kích thước đây các bạn nè. Và cô để chữ icon book đấy. Và các bạn để ý ở đây nè, các bạn lưu nó, đừng lưu vào drawable. Nếu mà lưu vào cái có chữ 24 là không lưu nha. Cái này không có 24 nè, có chữ 24 là không lưu, lưu vào drawable thôi. Refactor vào đây thì các bạn thấy icon book đây rồi, được không ạ? Đó rồi, tiếp tục các bạn mà lấy một cái category, cái phân loại ha. Đấy, type type có gì hay không? Có gì hay không? Không, không có gì hay, không có gì hay.
Thai cũng không có gì hay ha. Rồi, không có thì thôi. Phân loại là Kate, Gori, đài thôi. Tôi lấy đài cái thôi. Rồi, no thanh. Nó có những cái nó bảo hỏi có ấy không. Rồi lấy cái này đi ha. Thả vào đây. Đó, kệ nó. Rồi, icon cat. Rồi, category đi ha. Cái category. Vậy đi. Cô lấy đài thôi, các bạn có thể chọn hình khác đẹp hơn. Rồi, bây giờ kéo thả vào các bạn nhìn nhé. Đầu tiên là cô sẽ tạo một anh này, lấy một cái category trước, cô thả vào đây. Được chưa? Rồi. Design. Image view, cái này cô kéo nhầm nhá. Image view thả vào đây. Được chưa? Rồi cô chọn cái category. Ok. Đó. Vừa đẹp đúng không? Kích thước này là ổn rồi. Ok, bây giờ cô nail nè. Các bạn thấy nó có bốn, cũng có bốn connector giống anh kia. Nhưng bây giờ cô sẽ nail. Cô sẽ nail nhá. Nhìn cách cô nail nè. Đây. À, cô sẽ dùng code nha, tại vì cô quen code hơn. Các bạn nhìn nè. Đây nha. Tại vì anh này là relative, cho nên chỗ này cô sẽ để như sau. Thứ nhất là nó sẽ nằm phía trên anh này. Parent, cha của nó. Parent, align, align parent top. À, nó sẽ nằm dưới anh top để chu. Đấy, các bạn thấy nó nằm sát phần trên rồi nè. Xong các bạn để là align parent left, cha của nó nha, cũng để chu luôn. Đó. Đấy, một cái vị trí cực kỳ ổn định, đúng không ạ? Rồi. À, width là wrap content, wrap content. Rồi các bạn để nó cân giữa. Khoan, anh này cân giữa thì là gravity, đúng không? Cô nhớ hình như cái này nó không cho gravity hay sao á. Từ từ. Cái này không cho gravity. Có, rồi ok, gravity. Thấy chưa? Cân giữa. Và các bạn muốn căn chỉnh nó là các bạn nhìn nào. Muốn cho nó ở phía trên, cách trên bao nhiêu pixel ha. Và các bạn muốn căn giữa thì các bạn để gravity center thôi. Thấy chưa? Đấy. Thì nó sẽ nằm ở giữa. Ok chưa? Đấy. Còn nếu các bạn không muốn nó nằm chính giữa trung gian như này, mà các bạn muốn nằm chỉ cách một khoảng nào đấy, thì các bạn chỉ cần để cái này là horizontal thôi. Được chưa? Nó thu gọn rồi. Đây. Đây, horizontal ha. Đó, xong các bạn để margin top, tức là nó cách top bao nhiêu. À, margin top các bạn để khoảng là 50 dp. Đấy, nó đẩy lên top là 50. Đấy, 100 dp thì nó đẩy xuống 100. Thấy chưa? Rồi. Ok. Rồi cái hình này thì các bạn sẽ không biết được nó là như thế nào đúng không? Các bạn bây giờ muốn để ở đây là một cái chữ là phân loại sách ở phía dưới, thì các bạn sẽ cho có một cái text view ở phía dưới. Đúng không? Đây, cô gõ luôn nào. Text view. Ok. Đó. Match parent, grab content. Được chưa? Rồi. Cái text view. Text view này thì như nào các bạn nhìn nào. Text view này nó phải nằm dưới cái anh này. Cho nên cô sẽ để nó là, cô đặt cái ID của anh này là có nhiều cách nha, cô làm một cách trước đi cho bạn nhìn hình dung không sợ các bạn rồi. Không sau này các bạn có thể gom thành từng cụm cũng được. À, từng cụm ta nói sau. Đúng không? Dùng các view thử cái nói sau. Rồi, bây giờ cái này các bạn để là image view là category. Đúng không? Cái này để là ID. Đó. Text view category. Được chưa? Cái này cô cho cái chữ này nằm dưới cái anh là image view cat. Thì cô để là below của cái cat. Đó. Các bạn thấy rồi, nó nằm dưới chưa? Nó nằm dưới chưa? Đó. Mà anh này lấy hết căn trái rồi. Khoan từ từ.
nó bị đẩy đẩy cho nhau rồi. Để cái tách nè, tách nè là phân loại sách, được chưa? Rồi cái này các bạn để là wrap content luôn, rồi tự động là căn giữa đi. Rồi sau cái này để không căn giữa, neo bên trái nè. Cái này là mới neo có một điểm thôi, tôi neo bên trái nữa. Neo bên trái thì align parent left thôi. Đó. Phải neo được 2 điểm. Thấy chưa? Đó. Quit. Khoan. Tại sao anh này không nằm giữa? Từ 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 từ. Nằm giữa là anh này. Anh này đáng lẽ phải căn giữa chứ nhỉ? Ok. Rồi, ai vừa nhắn cái gì cô? La lớn các bạn ơi. Đây là cái này cô phải cho nằm giữa. Rồi. Thôi, bây giờ cô tiếp tục nè, cô thêm hai anh nữa. Đấy, cho nó nhanh nhé. Cái này là sách nè, book à. Đó, cái này sẽ là take view book, cái này cũng là book nè. Book. Cái này không để marine top mà cái này below. Cái này không phải parent top nữa mà cái này below anh nào. Below nằm phía dưới anh là take view cat. Đấy, nó đẩy xuống phía dưới nè. Cô đổi lại cái hình khác nè. IC cái này là book nè. Ok, nó nằm dưới nè, thấy chưa? Nó cách anh này 100 nè. À, rồi anh này thì nằm dưới anh nào? Chữ này là quản lý sách nè. Và anh này nằm dưới anh nào? Anh này nằm dưới cái text view à, image view book. Đúng không? Đó. Thấy chưa? Rồi, còn một cái căn dưới nữa. Căn dưới anh này thực ra là đúng ra là các bạn gom nó lại. Hoặc cái này dùng linear layout cũng được. Các bạn nhìn nhá, linear layout này. Cái trên, cái dưới, cái dưới, cái dưới nó dễ hơn. Được chưa? Tức là cái... Ơi, Ơi! cái chỗ đó cô bỏ cái thuộc tính là center horizontal trôi rồi nè. À, cái nào? Anh thấy Đấy hả? hay không? Cái Có này. nghĩa là cái tích view ấy. À, tích view hả? Từ từ. Cô coi đã. Nó bỏ cái align parent left thành central horizontal trôi rồi nè. Không, align parent left cái này là nó căn sau bên trái cái này. Từ từ nha. Cái gì? Align. Central horizontal. Align. Center hả? Không có. Không có ai đâu, không có ai. Không có lại thì làm sao có cái sen cái này hả? Đấy. Layout chú từ từ để cô bỏ anh này đi. Ok rồi, khoan, Cô phải từ 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 bình tĩnh, xóa này đã. Below anh này không được. Nó đẩy cái thằng này, khoan, nó đẩy cái thằng này dưới thằng này không được. Nó below anh này là phải below rồi, nó below anh này, từ từ nha. Rồi khoan, từ từ, vậy tôi sẽ bỏ cái anh này luôn. À khoan, từ từ, bỏ anh này luôn đấy, khỏi ảnh hưởng đó, bỏ anh này luôn. Sau đấy anh này sẽ bỏ vào đây, thấy chưa? Đấy, anh này sẽ bỏ vào đây. Ok chưa? Đấy, tương tự cho anh này. Parent left tương tự cho anh này, đúng không? Và tương tự cho anh này. Đúng không? Đấy. Ok chưa? Vậy là mình phải bỏ ở trên này. Thực ra là cái này các bạn biết không, thuộc tính cái này nó ảnh hưởng cái kia. Thuộc tính các bạn đặt ở đây nè thì nó tác động vào cái layout phía ngoài cùng này nè. Còn thuộc tính các bạn để vào đây nè, nó tác động vào từng cái view nè. Được chưa? Cho nên là bạn nào mà dùng mà không quen nó rối lắm. Dùng cái này xong cô em làm cái này được, cái kia không được. Đó. Vậy thì mình nó bị tác động các bạn đẩy nhá. Rồi, rất hay bạn nào vừa cho ý kiến nè. Đó là cái center horizontal đúng không? Đấy. Thì bỏ ngoài đi là xong. Được chưa? Rồi. Thực ra cái này đúng ra là các bạn không để riêng này đâu, các bạn có thể gom này thành một cái layout nhỏ.
Sau mình click chuột, mình sẽ click chuột vào cả cái layout này. Đó, còn nếu không bây giờ cô mà click chuột á thì cô sẽ click chuột vào một trong hai cái này, không thì các bạn làm nó rất là cực. Đúng không? Thì mình sẽ thường mình sẽ bao một khi các bạn có một cái nhóm cái layout giống nhau, các bạn thường bao cái nhóm cả cái nhóm này thành một cái layout ha. Nhóm các cái view lại với nhau nè, được chưa? Thôi cái này làm nhanh, thành ra là cô sẽ không đi nữa mất thời gian lắm. Rồi. Rồi các bạn có thể đặt kích thước cho nó bự hoặc cái gì đó tùy, được chưa? Rồi nhá. Ok, ta vừa xong một cái layout. Bây giờ cô đó là bước 1 nè, xong được một cái layout. Bước thứ hai chúng ta sẽ làm là ta chọn click chuột vào cái đăng nhập. Ta giả sử là đăng nhập thành công. Giả sử đăng nhập thành công thì nó báo là đăng nhập thành công và nó nhảy qua activity này. Đúng không ạ? Thì bây giờ code ta sẽ xử lý ở trong cái sự kiện on click của cái này. Đúng không? Rồi, bây giờ ta gà tạm gác cái anh này lại nhé. Cô sẽ sang cái phần login activity. Ok chưa? Đấy, anh này chưa xử lý nhá, anh này chạy thôi, anh này chưa xử lý. Ở đây ta sẽ xử lý code ở đây. Giả sử như cô đăng nhập thành công thì họ sẽ báo một cái tot ra một cái status là đăng nhập thành công ha. Đăng nhập thành công. Sau khi đăng nhập thành công rồi thì các bạn sẽ cái này nè chuyển sang main activity chưa? Đó. Thì ở đây các bạn sau này các bạn làm cơ sở dữ liệu á thì các bạn xử lý code ở đây. If else ở đây. Nếu các bạn truy vấn trong database mà username có, mật khẩu có trùng khớp thì mới báo đăng nhập thành công. Còn nếu không đúng thì các bạn báo đăng nhập thất bại, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ đăng nhập thành công mới chuyển activity, còn đăng nhập thất bại thì không chuyển. Ok. Giả sử cái này đăng nhập thành công thì bây giờ cô sẽ giải thích cái phần intent. Các bạn phải dùng intent. Vậy intent là cái gì? Đây. Ctrl Z chỗ này nhá. Đây. Giả sử như các bạn có một activity, đây là một activity khác, đúng không? Thì intent là gì? Intent là việc các bạn nó có hai loại intent, đó là intent tường minh và intent không tường minh. Thì ta đang nói đến intent tường minh là intent rõ. Còn intent không tường minh là các bạn làm web hay làm mở nhạc hay cái gì đó, các bạn xử lý intent, xử lý cái dữ liệu cái đấy khác. Thì intent là cách thức. Các intent tường minh là cách thức các bạn chuyển từ một cái activity này sang một cái activity khác. Được chưa? Nó bao gồm một cái action, ta gọi là một cái hành động, một cái action cộng với dữ liệu. Nếu có. Không có dữ liệu cũng được, nhưng nó phải có một cái action. Vậy kể cả không tường minh thì nó cũng có action nhưng cách viết nó khác thôi. Còn tường minh thì nó cũng là action. Thì tường minh là các bạn chuyển từ activity 1, giả sử cái này là login sang activity main. Đó, sang cái activity main. Thì nó sẽ có hai cái cách để các bạn chuyển. Một là các bạn sẽ dùng cái phương thức là start start activity bình thường, đối số là một cái intent. À, cách thứ hai là các bạn dùng cái start activity for result result. Cái này đối số của nó sẽ có hai cái đối số. Đối số thứ nhất là intent. Intent, đối số thứ hai là một cái số ha, một cái number. À, thì cái số này dùng để làm gì? Cái số này là cái mã để các bạn biết đường để quay về, đúng không ạ? À, nó là một cái mã code. Thì cái này có number code đi chẳng hạn nhé ha, code để các bạn hiểu. Có nghĩa là gì? Trường hợp thứ nhất là sao? Trường hợp một nghĩa là các bạn từ login sang main và tôi chỉ nhảy sang main thôi, trong main làm gì tôi không cần biết. Còn việc anh nhảy sang bên anh làm gì đó tôi không biết, còn chuyển dữ liệu hay không là việc của tôi, ở có thể có chuyển đấy nhưng mà cứ qua main đi. À, tôi không làm gì tôi không quan tâm.
và tôi quay ngược lại không hề, tức là một đi không trở lại, một đi không trở lại, đúng không ạ? Còn trường hợp start activity for result tức là gì? Cái này blockchain chuyển qua đây, nó xử lý ABC gì đó, nó xử lý xong, xong rồi nó sẽ trả ngược lại cái blockchain. Và tôi không biết nó trả cái gì, miễn là khi tôi trả về, ta có một cái dữ liệu ở đây, cái data ở đây, hoặc cái gì đó ở đây, được chưa? Đó, trả về. Và anh này anh phải nhận ngược lại. Vậy thì sao? Nó có tình huống như các nói, có hiện tượng xảy ra như này các bạn ạ. Cái activity này ta đã có thể gọi là activity cha. Activity này gọi là activity con. Hiểu không ạ? Đấy. Và khi tôi từ cha sang con thì anh con này anh sẽ nhận được dữ liệu hoặc cái gì đó nếu anh cha anh truyền truyền cho anh con. À. Còn cái việc mà anh con xử lý xong, anh muốn trả lại anh cha thì nó phải dùng cái phương thức khác nó gửi đi. Phương thức này cái number code dùng để làm gì? Number code này dùng để ông cha này ông biết được ông con nào trả ngược lại dữ liệu cho ông. Tại vì thế này, trong một cái ông cha này các bạn có thể có nhiều cái button để xử lý hoặc nhiều cái tình huống để xử lý. Giả sử các bạn có button 1, các bạn nhảy sang cái main. À, nhưng button 2 các bạn nhảy sang một trang khác, trang là quên mật khẩu hay cái gì đó, login mà tôi quên mật khẩu thì sao? Đúng không? À, trường hợp 1 là tôi login. Trường hợp thứ 2 là tôi quên mật khẩu thì sao? À, tôi lại xử lý một cái activity khác. Quên mật khẩu. Đấy, tôi lại xử lý một cái activity khác, có nghĩa là khi đấy tôi không nhảy sang main nữa mà tôi nhảy sang một cái activity khác. Đó. Vậy cái tình huống đặt ra của chúng ta là sao? À, một cái activity cha có thể ông có thể nhảy sang các cái activity con. Và tất nhiên khi nhảy sang một activity con và khi trả dữ liệu về thì đương nhiên là dữ liệu nó phải khác nhau. Vậy cái mã code này nè là mục đích là dùng để các bạn biết được là à cái activity nào đang trả dữ liệu về. À, tôi so sánh kết quả trả về và so sánh có đúng mã code không? Nếu cái mã code A, mã code là 111 thì tôi xử lý cái này, nếu mã code là 222 thì tôi xử lý cái khác. Ví dụ vậy. À, cái mã code này do các bạn đặt ra. Do các bạn đặt ra. Đúng không ạ? Thì đó chính là cái việc các bạn xử lý các intent. Đúng không ạ? Thì bây giờ từ login sang main một đi không quay trở lại thì tôi dùng cái trường hợp thứ nhất. Còn khi mà muốn xử lý ngược lại dữ liệu thì các bạn trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ hai này từ từ ta sẽ đụng đến nó. Được chưa ạ? À, cái này thì cũng không có gì đâu, nó sẽ có cái hàm để nhận lại kết quả trả về, ta gọi là có một cái method của nó để nhận lại. Cái này thì trong cũng có demo rồi, nhưng mà các bạn muốn hiểu rõ thì tôi sẽ demo sau. À, nhưng mà ta qua cái phần intent, ta nhảy sang activity khác là ta dùng intent như này. Thì để hiểu thì nó rất là dài dòng, nhưng mà làm thì nó cực kỳ ngắn gọn. Các bạn có một dòng code à, các bạn khai báo một cái intent đó, intent được chưa? Ok, đó, ý bằng new intent. Đấy, code nó đơn giản lắm, nhìn vậy cho code lại được cực kỳ đơn giản, lại không có gì, đúng không ạ? Đối số thứ nhất là cái context, context hiện tại là tôi đang ở login activity chấm dict, và đối số thứ hai là cái class tức activity tôi muốn nhảy sang thì đó là main activity chấm class. Quá dễ đúng không? Đó. Và ta dùng cái phương thức start activity. Đúng không? Đưa intent vào là xong, có hai dòng, nói rất là dài. Khi làm được có hai dòng thôi. Đúng không? Quá dễ. Chưa truyền dữ liệu nhá. Truyền dữ liệu tí tính sau. Rồi ok. Tí nữa tôi sẽ làm cho các bạn truyền dữ liệu, tức là các bạn hiển thị cái thông tin của nó lên cái main chẳng hạn. Ok. Chạy lại nhá. Cô tắt cái icon này đi ha. Tab như đây nó vẫn còn à. Mở ra được ha. Ok. Chờ xíu. Khi nào cái này chạy xong nè thì nó sẽ xong. Mà tất nhiên giờ nó sẽ chạy nhanh hơn xíu. Chưa? Ai có thắc mắc gì các bạn cứ hỏi nhá. Đó, rồi.
Ok. Ai thắc mắc gì các bạn cứ hỏi nhé. Chờ xíu. Đó, ok rồi nha. Đấy, như này là successful rồi. Giả sử thành công đúng không? À, cô để hương tê tê cho vui. Tí nữa mình lấy. Thật ra chưa xử lý cái này gì đâu. 1, 2, 3. Đấy, sau này các bạn làm cả bắt lỗi đây luôn à. Đăng nhập cái, thành công cái nó nhảy sang. Ồ, các bạn thấy nó mất dữ liệu không? Thực ra nó có đấy, nó có ở dưới đấy, nhưng mà nó ẩn xuống do cái này nè, cái kích thước nè, thấy chưa? Đấy. Đó, đây nhảy sang rồi. Rồi bây giờ cô muốn hiển thị cái dòng chữ ở trên này là xin chào Hương TT chẳng hạn, thì cô phải truyền dữ liệu sang. Dữ liệu sang thì các bạn muốn truyền gì thì truyền, đúng không? À, thì bây giờ thứ nhất là các bạn bên cái giao diện của main, các bạn cho nó một cái text view để nó hiển thị đúng không? Đây, có một cái text view để hiển thị trên này. Thực ra cái này nếu mà làm đúng ra cái này làm linear thì nhanh lắm, kéo thả nó xuống. Nhưng mà tại vì là các bạn đang làm, tôi đang muốn demo cái relative, thành ra các bạn thấy nó lâu. Nhưng mà các bạn cái này chuyển sang linear nó sẽ nhìn nhẹ nhàng hơn. Linear cho bớt code nha. Thêm bớt thì nó dễ nè. Linear layout. Nó nhảy tè le thấy không? Rồi các bạn để cho orientation. Các bạn để cái vertical nó đẩy xuống thấy không? Đấy, nó quá dễ. Căn giữa nè, horizontal gravity để center. Được chưa? Ok, căn giữa nè, thấy không? Rồi cái gì không cần thiết tôi xóa bớt đi. Thực ra có nhiều cái không cần thiết xóa bớt đi nhé. Đó. Ok. Đấy, below anh này xóa luôn. Được chưa? Nó đỡ đỡ dài. Cái này là chém gió các bạn tí thôi. Đấy, xóa bớt đi nhá, nhìn cho nó đỡ rối. Below below. Ok. Rồi anh này cách 100 dp có vẻ nó hơi dài, cho 50 thôi. Rồi, trên phía trên này nè. Cô để các bạn một cái text view để hiển thị nhá. Text view này các bạn. Đó, cái này cô để là wrap content đi, match parent đi, width cho để match parent cho nó kệ nó căn trải cũng được. Đấy, wrap content đi, wrap content là hay, wrap content nhá. Đó, các bạn muốn tương tác với anh này thì đương nhiên phải có ID của nó rồi, đúng không ạ? ID text view info chẳng hạn, info user info chẳng hạn, thì kể đại đi để đấy vậy nhá. Đó rồi cái này các bạn text, các bạn để text size, text để size là để 30 25s 25 SP đi ha. Đơn vị đo lường chiều dài rộng thì các bạn để DP, phông chữ các bạn để SP nhá. Được chưa? Rồi bây giờ nè, cô gửi dữ liệu sang và ở nó hiển thị thông tin đăng nhập của cô ở đây đúng không? Thì ở đây chỉ mang tính hiển thị thôi, còn ở bên này các bạn tương tác nè, được chưa? Thì ở đây đầu tiên là ở bên này cô sẽ gửi dữ liệu qua, gửi dữ liệu qua thì gửi dữ liệu có hai cách. Một cách là các bạn dùng cái binder, binder nó giống như là một cái giỏ hàng vậy đó, hay là cái thùng đó, nó đựng data. Cái binder nó giống như cái để đựng data đúng không ạ? Data này có thể đựng ở trong binder đúng không, hoặc là các bạn gắn trực tiếp vào trong intent cũng được ha. Có hai cách, là một cách đầu tiên là các bạn dùng cái binder đúng không ạ, b cũng gần bằng new binder, nó dường như là một cái giỏ để các bạn để hoặc trái cây để các thứ vào, dữ liệu vào đúng không ạ. B chấm put, nếu chuỗi thì là để put string, nếu object thì là put, cũng là put nhưng mà put ở dạng là serializable á, dạng put object đúng không ạ? Đấy. Thì cái này thì nếu như một dữ liệu này thì để mà binder thì hơi mất thời gian. Đó, thì cô có thể trực tiếp luôn, cô có thể dùng intent, cô gán trực tiếp luôn, intent chấm các bạn có thể put put dữ liệu vào đây. Các bạn có thể put cái
Value gì cũng được. Đầu tiên là các bạn có key. Cái này cô để là username. Và value. Giá trị của cô sẽ để là cái tên. Cô truyền mỗi tên thôi. Được chưa? Và các bạn đẩy dữ liệu vào. Thế thôi. Và cái put này đã đẩy dữ liệu rồi nè. Và khi nó đẩy start activity thì nó đẩy, vừa nó thực hiện một cái hành động là chuyển từ activity này sang activity khác. Đồng thời nó cộng thêm cái data. Đúng nhá, nó vừa thực hiện một cái hành động và nó cộng thêm cái data. Được chưa? Đó, thì dùng put cũng được, dùng bundle cũng được, dùng trực tiếp cũng được luôn. Được chưa? Đó, thì cái này là tôi gửi dữ liệu đi. Gửi dữ liệu data kèm với intent. Đó, được chưa? Rồi, còn bên này tôi gửi rồi, thì bên này tôi nhận thì tôi làm sao các bạn nhìn nhá. Bây giờ tôi nhận nè. Đầu tiên tôi nhận và tôi hiển thị lên đây. Vậy thì các bạn nhìn thấy là cô sẽ cần tương tác với một cái view này. Cần tương tác view thì hôm qua cô nói rồi đúng không? À, ta tạo một cái tham chiếu tới cái view này. Thì cái này là text view, thì bên này cô cũng khai báo là text view. Text view TV info. Đúng không ạ? Rồi, mình phải dùng câu lệnh tham chiếu. À, cái này học thuộc thôi. Text view info bằng file view by ID r.id.textviewinfo. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi lấy dữ liệu nè. Lấy dữ liệu xuống nè. Đúng không? Thì ta có là gì đấy ạ? À, string. Dùng cái method này nè. Get intent chấm get get extra nó là gì ạ? Get extra nè. Extra cái này là bundle. Cái nào trả về string nhỉ? Từ từ. Get string extra. Đó, và đối số là cái gì ạ? Đối số là key khi nãy các bạn vừa đặt đấy nè. Cái key nè. Mình truyền cái gì thì mình lấy cái đó. Bây giờ mình truyền theo cái tên, theo cái mã này. Cái key này thì mình cũng lấy theo cái key này. Đó. Và cái này trả về string thì cô sẽ gán ngược lại string tên bằng, cô gán ngược lại cho cái biến tên. Sau đấy tôi mới gán cái biến tên này dành cho cái text view. À, text view info.set text, dùng cái hàm set text nhá. À, đưa vào cái tên vào đấy là xong. Được chưa? Đấy. Cái hàm get intent này nè, để lấy dữ liệu mà truyền sang bằng cái intent. Được chưa? Rồi, run lại nhé. Các bạn coi, run lại nhé. Các bạn chờ xíu. Đấy. Chờ đợi là hạnh phúc đúng không? À, sau cái phần này thì cô sẽ tạm thời ngưng cái video này. Xong ta sẽ quay phần khác, tại vì mình sẽ cắt nhỏ ra các bạn xem cho nó dễ, đỡ phải mất thời gian đúng không? Vậy bạn nào mà sửa được video thì sửa giúp cô, cắt những cái không cần thiết đi, nó đã cháy cháy nên là nó mất thời gian lắm đúng không? Đấy. Ok chưa? Rồi, nó lỗi nè các bạn. TV info ID was added. À, nó bị lỗi nè. Trên not apply nè. Nó bảo lỗi giữa TV info. Hình như là tôi bị lỗi cái gì ở đây. TV info. Nó có thể bị trùng à? Khoan. Cái này đâu có liên quan mà trùng ta.
Add rename resource required. Nó có rồi à? TV info tôi để đâu nhỉ? User info. Đổi lại xíu, có thể bị trùng đâu đó, cô không để ý ha. Trở lại. Đổi đây thế còn biến này không quan trọng các bạn nhé, biến này biến local này, biến này ở trong cái biến này thì nó không quan trọng này, quan trọng là cái ID này nè. Thì cô sẽ giải thích tại sao lại bị trùng cái biến ID này. Tại vì cái ID này là nó sẽ ghi, nó sẽ generate ra một cái file gọi là file error. Error là một cái class. R là class của một cái viết tắt của từ resource. Thì error này, thì trong error này lưu tất cả các ID của tất cả các view, rồi tất cả các cái thành phần layout, bất kỳ gì có ID của thứ là nó sẽ lưu lại hết trong cái file R. Thì lúc mình khai báo nó không lỗi đâu, nhưng mình khi gọi á nó không phân biệt được, nó có thể lỗi. Rồi chạy xong nhá, bây giờ đăng nhập nè. Bây giờ cô để cái này là Hương TT đó, cô chỉ lấy tên thôi, mật khẩu có cũng được không có không sao nè. Rồi đăng nhập cái nó sẽ báo đăng nhập thành công, vào đây nó hiển thị cái chữ Hương TT nè, được chưa đó. Hoặc là các bạn hiển thị chữ là xin chào như vậy đó, cộng như thế thì nó sẽ có hiển thị cái chữ xin chào đó. Đó thì cô vừa demo xong nhá. Đấy, các bạn chuyển intent nhá. Intent à, có dữ liệu, intent không có dữ liệu. Còn cái intent mà for reason này nè thì ta sẽ demo sau. Có tình huống dùng đấy, nhưng mà nếu bạn không quen á nó hơi rối rắm. Nó hơi rối rắm ha. Đó. Ok. Rồi, đây. Cô để cái này là Hiếu Ngân đúng không? Rồi Hiếu Ngân thì nó sẽ xin chào Hiếu Ngân đúng không? Đấy, nó hiển thị cái chữ xin chào Hiếu Ngân như vậy, ok chưa? Đó vậy thôi. À, cô tạm dừng cái video này nhá.